Và để bắt đầu chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì Nam muốn giao lưu với tất cả quý anh chị một câu hỏi thôi á. Một câu hỏi rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy tham gia một cách hào hứng tất cả quý anh chị ạ. Đó là ăn để mà sống hay là sống để mà ăn? Mọi người thấy cái câu hỏi nó thú vị không? Bốn cái từ nó giống nhau là ăn này, để này, mà sống này. Nhưng mà cái cách sắp xếp khác nhau thì cái chất lượng câu hỏi nó hoàn toàn khác nhau. Và cái ý nghĩa của nó hoàn toàn khác nhau. Ăn để mà sống hay là sống để mà ăn? Vậy thì xin thưa các anh chị, ăn để mà sống á, có nghĩa là chúng ta phải biết lựa cái thực phẩm. Đúng không? Trước khi ăn á, chúng ta phải đặt câu hỏi là cái thức ăn này nó có giúp mình khỏe mạnh hay không? Phải không nào? Chúng ta phải luôn luôn bắt đầu bằng cái cuối cùng. Luôn luôn bắt đầu bằng cái cuối cùng nghĩa là như thế nào? Nghĩa là chúng ta phải lường trước được vấn đề, chúng ta phải đặt câu hỏi. Và chất lượng của câu hỏi chính là chất lượng cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta được một người bạn rủ rê đi chơi, chúng ta sẽ đặt một câu hỏi thế này: cái cuộc vui ngày hôm nay nó có giúp ích gì cho mình trong khoảng 1 năm, 2 năm tới, hay là nó có giúp mình đạt được cái mục tiêu của cuộc đời của mình không? Đó chính là luôn luôn bắt đầu bằng cái cuối cùng. Vậy thì ăn để mà sống á, thì trước khi chúng ta ăn một miếng gì đó thì chúng ta cần phải hỏi bản thân mình là cái miếng ăn này nó có giúp mình khỏe mạnh không? Đó. Và mình quyết định lựa chọn sức khỏe của 10 năm sau chứ không phải là bữa ăn tối nay. Đó chính là cái ý nghĩa của việc ăn để mà sống. Còn sống để mà ăn là gì? Là mình cứ ăn thả ga đi. Mình cứ ăn cho nó ngon miệng đi. Còn nó về sau như thế nào thì mình cũng chưa quan tâm mấy. Đại khái cái ý của nó là như vậy các chị. Thành ra ăn để mà sống. Vậy thì sống, chúng ta phải sống như thế nào? Ai trong số chúng ta cũng đều mong cầu hạnh phúc và bình an. Bất kể người nào khi mà sinh ra và có mặt trên cuộc đời này, họ đều mong cầu tới cái sự hạnh phúc và bình an. Các chị hãy tưởng tượng lại đi, chúng ta làm bất kỳ một thứ gì cũng đều mong cầu hạnh phúc và bình an. Khi chúng ta đi làm cái bộ tóc, đúng không? Để được người khác khen, rồi là mình ngắm mình trong gương, cũng hướng tới cái sự hạnh phúc và bình an thôi. Khi chúng ta tậu được một chiếc xe rất là sang, rất là xịn, rất là mịn, thì nó cũng giúp chúng ta có được cái niềm vui và hướng tới cái sự hạnh phúc. Hay là khi mà con cái mình lớn rồi, mình gả chồng, hoặc là lấy vợ cho con, đúng không? Thì cũng hướng tới cái sự niềm vui, và sau đó có con cháu, cũng hướng tới cái sự niềm vui và hạnh phúc các anh chị. Hay là chúng ta cất một cái nhà mấy tỷ đi chăng nữa thì cuối cùng cũng hướng tới cái sự hạnh phúc và bình an. Vậy thì ý nghĩa của cuộc sống thực sự là chúng ta phải sống hạnh phúc và bình an trong từng khoảnh khắc. Và để có được cái sự hạnh phúc và bình an đấy thì chúng ta không thể thiếu sức khỏe các anh chị. Đúng không? Chúng ta hãy tưởng tượng lại đi, cái ngày nào chúng ta bị mệt, chúng ta bị cảm, chúng ta bị sốt, thì lúc đó chúng ta có hạnh phúc bình an được không? Phải không nào? Lúc đó ước mơ duy nhất của chúng ta chính là mong cầu cái sự khỏe mạnh để chúng ta thưởng thức cuộc sống này. Vậy thì còn sống là còn nhận năng lượng. Mà năng lượng chúng ta nhận từ đâu? Cái người phàm phu giống như chúng ta thì nhận năng lượng chủ yếu thông qua các bữa ăn. Đúng không nào? Có rất là nhiều cái kênh năng lượng đưa vào người. Chúng ta hít thở, nó cũng tạo ra năng lượng. Chúng ta ăn, nó cũng tạo ra năng lượng. Chúng ta được gọi là hấp thu năng lượng của mặt trời, hay là không khí trong lành, nó cũng tạo ra năng lượng. Hoặc là chúng ta hấp thu năng lượng thông qua cái hệ thống luân xa khi mà chúng ta ngồi thiền định. Nhưng mà con người phàm phu giống như chúng ta thì chủ yếu hấp thu năng lượng thông qua các bữa ăn hàng ngày. Và con người chúng ta thì nhìn nó chắc đặc như thế này, nó có một cái thân thể như thế này,
đúng không? Nhưng mà nó được cấu thành từ bốn nguyên tử, bốn nguyên tố các chị, đó là đất, nước, lửa, gió. Chúng ta cùng comment giúp cho Nam, đó là đất, nước, lửa, gió. Cái này trong giáo lý nhà Phật người ta gọi là tứ đại, đất, nước, lửa, gió. Và trong vũ trụ thì bất kể một cái vật chất nào nó cũng được cấu thành từ đất, nước, lửa, gió hết các anh chị ạ. Và con người và vũ trụ thì nó tương đồng như nhau. Và con người chúng ta chính là một tiểu vũ trụ. Ở bên trong cơ thể chúng ta có cái gì thì bên ngoài vũ trụ nó có cái đấy. Nếu mà nói vũ trụ thì nó xa quá, nhưng mà nói cái quả địa cầu chúng ta chính là cái trái đất của chúng ta. Thì nước ở trên cái quả địa cầu này nó giống như máu trong người chúng ta. Sắt đá thì nó giống như là xương gân trong cơ thể chúng ta. Những cái mặt hồ á, nó trong suốt thì nó giống như là hai đôi mắt của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là trên quả địa cầu này 70% là nước thì trong cơ thể chúng ta cũng chứa tới khoảng 70% là nước. Và trong cơ thể chúng ta sẽ có cái hệ thống mạng lưới mạch máu chằng chịt. Thì trên quả địa cầu chúng ta cũng có những cái hệ thống sông ngòi chằng chịt và nó đổ ra biển các chị. Thì tất cả máu trong cơ thể chúng ta đều đổ về tim đúng không? Nó cũng tương tự như vậy. Và trong cơ thể chúng ta sẽ có những cái huyệt đạo, những cái luân xa. Thì trên quả địa cầu nó cũng có những cái long mạch, huyết mạch. Và trong cơ thể một người khỏe mạnh thì cái khí huyết nó lưu nhuận. Thì một cái mảnh đất tốt á, thì cái phong thủy nó phải tốt. Vậy thì phong thủy nó cũng tương đương giống như là khí huyết trong cơ thể chúng ta. Phong chính là gió, đúng không? Vậy thì nó cũng tương đương với khí trong người chúng ta. Thủy chính là nước thì nó tương đương với huyết trong người chúng ta các anh chị. Đó là cái sự tương đồng như nhau các anh chị ạ. Tương đồng như nhau. Thành ra nếu mà chúng ta hiểu cơ thể con người thì chúng ta sẽ hiểu cái vũ trụ này. Những cái gì trong cơ thể chúng ta nó chắc đặc thì đó chính là nguyên tố đất. Vậy thì xương nó chắc đặc, đúng không? Rồi răng nó chắc đặc. Thứ hai, những cái gì nó hóa lỏng chính là nước các anh chị. Vậy thì những cái gì là nước đây? Máu. Máu của một người trưởng thành thì có khoảng 5 lít máu. Ngoài ra còn có bạch huyết, nước bọt, dịch vị tiêu hóa, dịch nhầy. Đó. Lửa. Trong người chúng ta có lửa đúng không các chị? Chúng ta hãy mua cái cặp nhiệt kế vào, chúng ta cặp dưới nách, chúng ta xem cái nhiệt độ xem có phải là 37 độ C không. Như vậy trong cơ thể chúng ta có nguyên tố lửa. Ngoài ra chúng ta còn có những cái ngọn lửa của đam mê, ngọn lửa của tình yêu, ngọn lửa của dục vọng. Và trong cơ thể chúng ta sẽ có những khoảng không các chị, khoảng không ở giữa các tế bào, khoảng không bên trong cơ thể chúng ta. Vậy thì khoảng trong những cái khoảng không đấy nó được lấp đầy bởi khí các anh chị. Và nó có không khí. Đó, thành ra là cơ thể chúng ta được cấu thành từ bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió. Vậy thì cơ thể chúng ta muốn khỏe mạnh thì phải liên tục đưa những cái năng lượng của đất, nước, lửa, gió vào cơ thể chúng ta. Chúng ta phải liên tục, đúng không? Mỗi ngày chúng ta hãy tiếp thu các sản phẩm mang năng lượng của đất, nước, lửa, gió các chị. Thì cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh. Còn á, các sản phẩm không mang năng lượng của sự sống chính là những cái calo rỗng vô bổ và nó gây hại cho cơ thể chúng ta mà thôi. Vậy thì đất trong cơ thể chúng ta nó chiếm khoảng 13 đến 15%. Nước trong cơ thể chúng ta nó chiếm khoảng 70 đến 75%.
Lửa trong cơ thể chúng ta chiếm khoảng 8 đến 10% và các khoảng không, không khí trong cơ thể chúng ta chiếm từ 3 đến 5% các anh chị ạ. Vậy thì bây giờ Nam muốn nói với tất cả quý anh chị một cái sản phẩm mà ai cũng biết đến ở đây chính là mì tôm đúng không? Thì theo các anh chị mì tôm á, nó có giàu cái năng lượng đất nước lửa gió. Có phải mì tôm là thực phẩm tinh chế, là thực phẩm công nghiệp? Người ta đã tẩy rửa đi tất cả những cái dinh dưỡng tự nhiên ban tặng. Và trong đó chỉ là tinh bột tinh chế, chỉ là những cái chất tạo mùi nhân tạo, chỉ là phẩm màu và các hóa chất độc hại mà thôi. Đúng nè. Nhưng mà một cọng rau á, tươi á, hoặc là một quả trái cây tươi ngon thì trong đấy nó có đầy đủ năng lượng sống của đất nước lửa đó. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích với nhau các chị nhé. Vậy thì nguyên tố lửa ở trong vũ trụ có chính là cái gì? Chính là mặt trời các anh chị. Ai ở đây công nhận với Nam là khi chúng ta đi phơi nắng, người chúng ta nó sẽ bừng lên và chúng ta sẽ cảm thấy được cái sức nóng và năng lượng của mặt trời nó tỏa ra. Và xin thưa các anh chị, ánh nắng mặt trời là một dạng thức ăn gần với cội nguồn của sự sống. Và nó là thức ăn tinh khiết. Và chúng ta hấp thụ vào cơ thể chúng ta thì không cần tiêu hao năng lượng. Như vậy là ánh nắng mặt trời á, thì nó là một cái nguồn tài nguyên phong phú và nó có mỗi ngày. Nhưng mà đại đa số thì chúng ta lại lãng quên đi cái nguồn năng lượng tuyệt vời này, cái nguồn thức ăn tinh khiết này mà tự nhiên ban tặng. Nếu mà chúng ta phơi nắng á, thì chúng ta sẽ hấp thu được cái nguồn năng lượng này, cái nguồn thức ăn tinh khiết này. Và cái nguồn thức ăn này nó thanh nhẹ, cái rung động năng lượng của nó thăng hoa. Và cơ thể chúng ta hấp thụ á, nó rất là nhẹ nhàng. Các anh chị có biết không ạ? Nếu mà chúng ta phơi nắng á, người chúng ta rất là khỏe. Nó giống như là chúng ta được sạc điện á. Nếu mà mình phơi nắng khoảng 20 đến 30 phút á, thì lúc mà mình nằm thì người mình nó ỉu xìu á, nhưng một lúc sau người của mình nó rất là khỏe và năng lượng, là bởi vì chúng ta đã sạc đủ cái năng lượng lửa này. Và sau đó tự nhiên khỏe chúng ta tự bật dậy anh chị. Và khoa học hiện đại bây giờ chỉ nghiên cứu ra một phần rất nhỏ cái tác dụng của ánh nắng mặt trời mà thôi. Còn cái tác dụng của cái nguyên tố lửa của ánh nắng mặt trời này nó nhiều lắm. Nó giúp cơ thể chúng ta chữa lành một cách hiệu quả. Nó giúp cơ thể chúng ta tổng hợp nên vitamin D, tổng hợp nên canxi, và nó làm cho máu chúng ta sạch và những cái thành phần máu của chúng ta nó tốt hơn. Và nó chuyển hóa cholesterol ở trong máu chúng ta thành được gọi là canxi các anh chị. Đó, thành ra tiếp theo nữa là nó giúp chúng ta chữa lành vết thương. Nếu mà một người bị đứt tay chảy máu mà mình lấy cái vết thương đấy mình phơi nắng thì vết thương nó lành rất là nhanh. Thì nếu mà chúng ta phơi nắng trực tiếp chính là chúng ta đang ăn và hấp thu trực tiếp cái nguồn năng lượng này. Nhưng mà đại đa số con người bây giờ thì rất là sợ ánh nắng mặt trời, không dám phơi nắng. Đã bao giờ chúng ta đặt một câu hỏi là tại sao trẻ con lại thích đùa dưới nắng như vậy không? Chúng ta cứ để mà xem đi. Hồi còn bé chúng ta đi phơi nắng rất là nhiều. Hồi còn bé Nam nhớ là mùa hè đúng không? Trẻ con sẽ đi bắt ve sầu. Nói chung là buổi trưa là không thích ngủ đâu, chỉ có thích đi chơi thôi, mà đi giữa nắng. Và bố mẹ toàn đuổi đúng không? Nhưng mà đã bao giờ tôi đặt một câu hỏi là tại sao trẻ con lại thích phơi nắng và thích chơi dưới nắng không? Câu hỏi thứ hai là tại sao mà con chó con mèo nó lại thích phơi nắng không? Các anh chị cứ để ý mà xem.
Người thì sợ nắng mà con chó thì nó nằm giữa sân nắng chang chang nó phơi nắng. Bởi vì nó đang ăn cái nguồn năng lượng tinh khiết đấy mà chúng ta không biết. Cách thứ hai chúng ta hấp thụ cái năng lượng thông qua nguyên tố lửa là thông qua các rau củ quả trái cây. Nói tóm lại là các sản phẩm liên quan đến thực vật. Chúng ta thấy là bất kỳ một cái cây nào á, nó không 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 được che chắn có nhà như con người chúng ta đâu, mà nó đều đứng sừng sừng sững giữa không gian và ngày nào mặt trời nó cũng mọc và sau đó nó lặn. Thì chúng ta thấy là những cái cây cổ thụ á thì nó có những cái tán lá rất là rộng và cái cành của nó rất là phát triển, nó xum xuê như vậy, một cái màu xanh rất là đẹp như vậy, và sức sống của nó rất là mãnh liệt, là bởi vì nó đang ăn cái nguyên tố lửa này mỗi ngày. Chính vì cái nguyên tố lửa này có thì nó mới sống được. Tiếp theo nó quang hợp thì á cái lá của nó mới có cái thành phần diệp lục thì nó mới tạo ra một cái màu xanh nó đẹp như vậy các chị ạ. Đúng nào, cái ngọn rau cũng như vậy. Và chúng ta nhớ là tại sao mà cái quả địa cầu chúng ta tồn tại sự sống là bởi vì nhờ có ánh nắng mặt trời nó chiếu vào thì sự sống mới tồn tại. Còn bây giờ mặt trời mà nó tắt xem thì làm gì có sự sống đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ hấp thu được nguồn năng lượng nguyên tố lửa này khi mà chúng ta trốn nắng, chúng ta không phơi nắng. Thứ hai ấy, là chúng ta không ăn những cái thực phẩm rau củ quả trái cây tươi ngon. Bởi vì rau củ quả trái cây tươi ngon nó tắm nắng mỗi ngày và nó chuyển hóa cái năng lượng nguyên tố lửa này vào trong cái thân, cái lá, cái quả của nó. Nhưng nếu mà chúng ta gia nhiệt chúng ta nấu á, chúng ta bắc lên nồi chúng ta đun á, chúng ta nấu á, thì cái nguyên tố lửa này nó bốc hơi hết. Đó là lý do mà chúng ta không được sạc cái nguyên tố lửa này vào người, đặc biệt là người nào mà cái người nào á mà không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đủ á thì cơ thể sẽ rất là yếu và rất là dễ mà sinh ra bệnh tật. Chúng ta hãy nhớ đi, sắp tới là mùa đông. Mùa đông là cái bệnh gì? Cái bệnh cảm, sốt, ho là nhiều lắm. Trái gió trở trời là thấy ho rồi, khò khẹt là ho hãng này, khạc nhổ rồi. Rồi là những cái bệnh truyền nhiễm nó rất là phát triển. Nhưng mà tại sao mùa hè thì những cái bệnh đấy nó ít? Mà trong không khí này thì đầy rẫy những cái nấm virus vi trùng độc hại. Tại sao vậy? Tại vì á, mùa đông á, thì cái ánh nắng mặt trời nó le lói, trời nó cứ âm u như vậy. Nhưng mà mùa hè á, thì trời nó nắng chang chang từ sáng đến chiều. Và dưới ánh nắng của mặt trời như vậy á, thì các virus vi trùng nó sẽ bị tiêu diệt các anh chị. Và đặc biệt là cơ thể chúng ta được hấp thụ cái năng lượng này dồi dào mỗi ngày thì nó có sức đề kháng một cách mạnh mẽ. Đó là lý do mà mùa hè chúng ta rất ít khi bị những căn bệnh đấy, nhưng mà mùa đông thì chúng ta sẽ bị rất là nhiều. Thứ hai là không khí các chị. Không khí. Bây giờ Nam chỉ đặt một câu hỏi là nếu chúng ta không thở chúng ta có sống được không? Vậy thì có phải là chúng ta đang hít thở liên tục và trong không khí này nó có sự sống mà. Nó có oxy mà. Và kể cả không phải là người thở đâu mà cây nó cũng thở. Vạn vật nó cũng đang thở. Vậy thì á, cái bí quyết á để mà giúp chúng ta cung cấp cái nguồn năng lượng, cái năng lượng được gọi là không khí hay còn gọi là gió này á, thì chúng ta phải hít thở sâu bằng bụng. Ngoài ra là chúng ta ăn rau củ quả cây trồng.
Bởi vì cây trồng nó tiếp xúc với không khí, nó trần truồng như vậy. Và quá trình sinh trưởng của nó thở với không khí trong từng khoảnh khắc. Tiếp theo là nước, đúng không ạ? Nước. Trong tự nhiên nó tồn tại một cái loại nước được gọi là nước nguyên sinh, hay còn gọi là nước tự nhiên. Nước nguyên sinh có nghĩa là nước từ sông, suối, ao, hồ. Nó bốc hơi thành không khí, sau đó nó ngưng tụ thành mây. Sau đó chênh lệch áp suất, nó xảy ra hiện tượng mưa. Mưa thì nó lại mưa xuống, và sau đó là nó thấm thông qua các tầng địa chất. Và bên dưới lòng đất nó có những cái mạch nước ngầm. Đó được gọi là nước nguyên sinh các chị. Nước sông, suối, ao, hồ. Nhưng mà nước nguyên sinh bây giờ thì bị ô nhiễm trầm trọng. Nhưng thực vật nó có bổ rễ, nó đâm sâu dưới lòng đất và nó hút nước ở trong đất. Nó chuyển hóa thành được gọi là thân, rồi là cành, lá, quả. Và nếu mà chúng ta ăn trực tiếp thì chúng ta sẽ hấp thu cái nước nguyên sinh này. Ai đồng ý với Nam là bây giờ mình ép cái quả cam nó ra nhiều nước, mình ép cái quả xoài nó ra nước, đúng không? Trong tất cả các loại rau củ quả trái cây thì đều có nước hết các anh chị. Và cuối cùng đó là nguyên tố đất các anh chị. Nguyên tố đất. Đương nhiên là con người chúng ta không thể cạp đất để mà ăn được. Nói nó hơi thô nhưng mà nó thật. Có những cái viên đá nó được hình thành từ những cái nguyên tố canxi, nhưng mà chúng ta không thể mà ăn viên đá đấy được. Và trong đất á, nó có nhiều cái nguyên tố vi lượng: sắt, kẽm, đồng, magie, canxi, đủ các thể loại. Những cái khoáng chất đấy cơ thể con người không thể tổng hợp được mà phải đưa từ ngoài vào thông qua thức ăn. Và nó chiếm khoảng 3% trọng lượng cơ thể. Nhưng mà nếu mà không có nó thì con người sẽ sinh ra rất là nhiều bệnh tật. Nhưng mà điều đặc biệt của tạo hóa đó là nó sinh ra cái thảm thực vật, cây cối, thì cái bộ rễ của nó sẽ chuyển hóa những cái chất vô cơ ở trong lòng đất trở thành những cái hợp chất hữu cơ, những cái chất siêu chống oxy hóa, để rồi chúng ta ăn những cái thực phẩm đó nó giúp cơ thể chúng ta được chữa lành các chị ạ. Như vậy nếu mà chúng ta ăn thức ăn chứa dồi dào năng lượng của sự sống, đó là đất, nước, lửa, gió, thì cơ thể chúng ta sẽ được thanh lọc. Chúng ta sẽ được tái tạo, phục hồi, được chữa lành, sửa chữa những cái tổn thương hư tổn của các tế bào, của gen. Và giúp cơ thể chúng ta chữa bệnh cho đến từng tần tế bào. Thành ra có một câu hỏi rất là hay. Đây chính là câu thần chú để giúp chúng ta phân biệt được cái thức ăn tốt. Ai muốn biết ạ? Ai muốn biết là cái câu thần chú để giúp chúng ta biết được cái thực phẩm thực sự tốt đối với cơ thể chúng ta và là cái thực phẩm không tốt? Vậy thì các anh chị mong muốn Nam Hà chia sẻ, thì Nam có một cái sự thỉnh cầu rất là nhỏ bé thôi, là các anh chị hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ đi. Hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ để chúng ta lan tỏa cái chương trình tuyệt vời này. Và Nam sẽ chia sẻ cái câu thần chú để giúp cho tất cả của anh chị biết được cái thức ăn nào là thức ăn tốt cho của cơ thể và thức ăn nào là thức ăn không tốt của cơ thể, bằng một câu hỏi thôi các anh chị. Vậy thì các anh chị hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ các anh chị, và Nam Hà biết ơn tất cả của anh chị rất là nhiều. Và ai á mà chia sẻ giúp cho Nam Hà thì trên cái tên của mình nó hiển cái dòng chữ là người chia sẻ các anh chị. Thành ra là hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ, và Nam Hà biết ơn tất cả của anh chị rất là nhiều nha. Tại sao mà Nam rất là mong muốn tất cả của chị lan truyền cái chương trình này? Bởi vì nó quá tuyệt vời và ý nghĩa đối với bất kỳ ai.
Và Nam có một cái mong muốn là Nam sẽ lan tỏa cái chương trình Facebook Live này. Và cái chương trình Facebook Live của Nam phải có trên 1.000 mắt xem các chị. Thì tối ngày hôm qua nó được là 920 mấy người xem á. Đó. Và Nam muốn chinh phục cái con số là trên 1.000 mắt xem. Thì các chị hãy ủng hộ Nam Hà bằng một nút chia sẻ các chị. Và Nam Hà biết ơn tất cả của chị rất là nhiều. Thì chúng ta hãy đặt cho mình một câu hỏi thế này. Thức ăn đó có được chính tự nhiên ban tặng hay không? Hay là thức ăn nhân tạo? Nam xin nhắc lại. Thức ăn có được chính tự nhiên ban tặng hay không? Hay là thức ăn nhân tạo? Vậy thì nếu mà thức ăn của đúng tự nhiên ban tặng thì chúng ta ăn nó. Còn nếu mà nhân tạo thì chúng ta từ chối và nói không. Nếu mà chúng ta ăn thức ăn của tự nhiên ban tặng, chính là chúng ta đang sống thuần theo tự nhiên các anh chị. Mà cái lối sống thuần theo tự nhiên á, là không hại người, không hại mình, không hại chúng sinh. Thành ra chúng ta sẽ được bao bọc, che chở bởi tự nhiên, bởi vũ trụ các anh chị. Tại sao mà rất nhiều thứ lại phụ thuộc vào dinh dưỡng đến vậy? Bởi vì máu, thịt, xương, gân, tất cả các bộ phận trong cơ thể đều được nuôi dưỡng bởi chính thức ăn chúng ta đưa vào cơ thể mỗi ngày. Thành ra bạn chính là những gì mà bạn ăn. Sức khỏe của con người chúng ta nó phụ thuộc hoàn toàn vào thành phần của máu. Và một người khỏe mạnh với một người không khỏe mạnh thì cái chất lượng máu nó hoàn toàn khác nhau các chị. Máu của một người khỏe mạnh thì nó thanh khiết, nó đỏ tươi, nó lưu nhuận. Các tế bào hồng cầu nó rất là năng động. Nó giống như là những cái người công nhân tinh nhuệ. Nhưng mà máu của những cái người mà bị bệnh á, thì nó tím, nó nhớt, nó đặc. Các thành phần máu chất lượng kém. Nhưng mà cái điều đặc biệt các anh chị là cái máu chúng ta nó sẽ được làm mới. Nó sẽ được thay đổi mới mỗi ngày thông qua chế độ ăn. Cái người nào mà ăn nhiều thịt động vật á, thì cái máu nó hôi tanh lắm. Nó nhớt lắm. Còn cái người nào mà ăn nhiều thực vật á, thì cái máu nó thanh khiết, nó đỏ tươi và khí huyết nó lưu nhuận. Thì có một cái ví dụ thế này để chúng ta biết được cái chất lượng máu này. Khi chúng ta ăn nhiều thịt, nhiều cá, sau đó cái bát đũa chúng ta nó rất là dơ bẩn. Chúng ta để như vậy trong cái chậu của chúng ta, sau khoảng một ngày chúng ta không rửa thì nó bốc mùi hôi thối, bốc mùi hôi tanh. Còn nếu mà chúng ta ăn thuần thực vật, rau củ quả trái cây, cũng sau một bữa ăn chúng ta để một ngày, đương nhiên nó sẽ dơ bẩn, nhưng mà nó không bốc mùi hôi tanh như vậy. Vậy thì khi chúng ta ăn vào cơ thể người thì cái máu của chúng ta nó cũng y chang như vậy. Thành ra những cái người mà ăn nhiều thịt động vật, là tín đồ của thịt á, thì cái mùi mồ hôi rất là khó chịu và cái mồ hôi nó rất là nhớt. Nhưng mà cái người mà ăn thuần thực vật nhiều á thì cái máu nó sạch, nên là cái mùi mồ hôi nó cũng dễ chịu và nó không nhớt cả chị. Đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt là cái tế bào máu của chúng ta nó sẽ được làm mới. Ví dụ tế bào hồng cầu là 120 ngày nó sẽ thay mới một lần. Nhưng mà trong máu chúng ta không chỉ có hồng cầu, nó còn có huyết tương, nó còn có tiểu cầu, rất nhiều thành phần khác nữa. Thành ra sau 10 ngày là máu chúng ta sẽ được thay mới một lần. Nó gần như được thay mới nhé. Phụ thuộc vào dinh dưỡng chúng ta đưa vào. Đó là lý do mà nhiều người á, sau khi khỏe mạnh, họ lại tiếp tục quay về cái thói quen sinh hoạt ăn uống không điều độ, thế bệnh tật của họ lại tái phát. Bởi vì sao? Nếu tiếp tục quay lại chế độ ăn cũ thì chất lượng máu nó sẽ quay về như ban đầu. Bởi vì con người khỏe mạnh hay không nó phụ thuộc vào thành phần máu mà các chị. Đó là lý do mà chúng ta cần phải duy trì cái dinh dưỡng đúng cho cơ thể chúng ta mỗi ngày.
Các anh chị hãy, chúng ta hãy cùng comment giúp cho Nam. Chúng ta hãy duy trì cái dinh dưỡng đúng cho cơ thể chúng ta mỗi ngày. Và ai ở đây đã từng nghe cái chế độ ăn gạo lứt muối mè của tiên sinh Osawa người Nhật Bản? Đó là chế độ ăn số 7, gạo lứt muối mè. Không phải nhiều người nghĩ là gạo lứt muối mè chữa được bách bệnh. Thì Nam xin đính chính lại, không phải là chế độ ăn gạo lứt muối mè chữa được bách bệnh, mà cái chế độ ăn gạo lứt muối mè nó quân bình âm dương cho cơ thể và nó tạo ra một môi trường lý tưởng cho máu để giúp cơ thể chúng ta chữa lành. Và sau khi mà chúng ta ăn khoảng 10 ngày thì máu chúng ta nó được thanh lọc, thải độc và làm sạch. Mà gạo lứt nó khác với gạo sắt trắng. Cái hạt thóc bỏ cái lớp vỏ bên ngoài, nó chính là gạo lứt. Gạo lứt thì nó còn nguyên cái lớp tinh màng và cái lớp cám, cái lớp cám mầm ở phía trên. Còn nếu mà mình bỏ đi cái lớp màng bên ngoài thì đó chính là gạo, gạo mầm, hay còn gọi là gạo cám. Mà bỏ đi cái lớp cám, lớp mầm phía trên á, còn cái phôi trắng bên trong đó chính là gạo sắt trắng. Mà cái cám, cái mầm đấy nó rất là ngọt, rất là ngon. Cái lớp tinh màng bên ngoài nó rất là giàu chất xơ. Và cái lớp tinh màng nó mang điện tích dương, còn cái phôi bên trong nó mang điện tích âm, thành ra là âm dương nó cân bằng. Nhưng mà sao? Khi mà chúng ta ăn gạo sắt trắng á, thì chỉ còn cái phôi bên trong thì nó chỉ âm thôi. Như vậy là âm dương mất quân bình rồi. Tiếp theo á, là gạo lứt á, là nó chứa năng lượng sống. Còn gạo sắt trắng là gạo đã chết. Mà dinh dưỡng nó tập trung nhiều ở cái phần lớp màng bên ngoài á, và cái lớp mầm đấy á, là nó gấp 20 lần so với lớp phôi bên trong. Đó là lý do mà giá trị dinh dưỡng của gạo lứt nó sẽ cao gấp 4 đến 5 lần so với chúng ta ăn gạo sắt trắng. Người nào ăn gạo lứt rồi thì biết chúng ta chỉ cần ăn nửa chén đến một chén thôi là mình đã cảm thấy đủ no. Nhưng mà gạo sắt trắng có nhiều người ăn vài ba bát. Thanh niên có thể ăn 4-5 bát các anh chị. Mà gạo sắt trắng thì chủ yếu là tinh bột. Nhưng mà gạo lứt á, thì nó có rau thành phần dinh dưỡng trong đó và cái hàm lượng các thành phần nó cân bằng. Thành ra người ta ví á, gạo lứt chính là ngọc thực. Các anh chị ạ. Và nó có năng lượng. Tại sao vậy? Khi chúng ta ngâm gạo lứt ở trong nước ấy, sau 2-3 ngày thì nó sẽ mọc mầm, nó nảy mầm. Nhưng mà chúng ta ngâm gạo sắt trắng vào nước á, sau khoảng 2-3 ngày nó thối các anh chị. Thành ra là gạo trắng là gạo đã chết, còn gạo lứt là gạo nó bảo vệ được cái trọn vẹn năng lượng sống bên trong của nó. Cái năng lượng sống nó còn nguyên ở trong đấy. Đó là lý do mà những cái người mà ăn gạo lứt thì đương nhiên nặng lá dinh dưỡng nhiều hơn, máu sạch hơn, đẹp hơn và da rẻ sẽ hồng hào hơn rồi. Đặc biệt là những người bị tiểu đường thì ăn gạo lứt thì đường huyết tăng lên nó không có đáng kể, nhưng mà ăn gạo sắt trắng á, thì đường huyết tăng lên rất là nhiều. Và cái bữa cơm gạo trắng hàng ngày mà chúng ta đang ăn á, nó chứa một cái nguy cơ tiềm ẩn sinh ra căn bệnh tiểu đường. Còn nếu mà chúng ta ăn gạo lứt thì sẽ không bao giờ bị bệnh tiểu đường các chị. Vậy thì á, Nam sẽ xin chia sẻ, mình sẽ xây dựng một cái bữa ăn theo cái khẩu phần ăn như sau. 50-55% là ngũ cốc nguyên cám. Ngũ cốc nguyên cám là chưa bị tinh chế. Ví dụ là ví dụ là gạo lứt đó là ngũ cốc nguyên cám. Nhưng mà nếu mà bánh mì chính là ngũ cốc đã tinh chế. Hoặc là bánh rán. Đó. Rồi là bánh ngọt chính là những cái tinh bột đã bị tinh chế rồi. Cái bánh mì đen á chính là ngũ cốc nguyên cám.
Còn cái bánh mì càng trắng thì nó càng độc hại. Đó là ngũ cốc đã tinh chế. Như vậy chúng ta cần phải ăn ngũ cốc nguyên cám nhá. Cái hạt đầu đen xanh nòng, hạt đầu xanh, hạt đầu đỏ mà nó còn nguyên hạt, chúng ta xay, chúng ta sát, chúng ta nấu lên, chúng ta ăn, đó là ngũ cốc nguyên cám. Nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta mua bất kỳ một cái thực phẩm nào người ta làm từ những cái hạt đấy, ví dụ là bánh kẹo các thứ, thì đó chính là ngũ cốc đã tinh chế. Mình hiểu là như vậy. Thì 50 đến 55% chính là ngũ cốc nguyên cám. 30 đến 40% chính là rau củ quả trái cây. Chiếm khoảng 5% chính là các loại hạt. Các anh chị ha. Và nếu mà chúng ta có ăn thịt động vật á, thì nó chỉ dao động khoảng 10 đến 15% khẩu phần ăn. Ok không nào? Còn nếu mà người nào hạn chế được tối đa thịt động vật thì nó lại càng tốt cho mình. Nếu mà chúng ta không ăn một chút thịt động vật nào, người ta gọi đó là thực dưỡng toàn phần. Còn nếu mà chúng ta ăn một chút thịt động vật nhưng mà nó không được vượt quá con số 15% khẩu phần ăn thì người ta gọi là ăn rộng ra. Đúng không nào? Ăn rộng ra. Vậy thì nếu mà người nào mà ăn thịt á thì mình không ăn vượt quá 15% khẩu phần ăn. Như vậy thịt động vật chiếm khoảng 10 đến 15% khẩu phần ăn, ưu tiên ăn cá hoặc là thịt trắng của các loại gia súc gia cầm chứ không phải là thịt đỏ. Khoảng 30 đến 40% là rau củ quả, trái cây tươi ngon và 45 đến 50% chính là ngũ cốc nguyên cám và khoảng 3% chính là các loại hạt. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái nguyên tắc cần nắm rõ để có lợi cho sức khỏe như sau. Thứ nhất, chúng ta cùng comment giúp cho Nam Hà, đó là không ăn thức ăn nước uống công nghiệp. Chúng ta hãy cùng comment điều này đi ạ. Không ăn thức ăn nước uống công nghiệp. Khi mà nhắc đến hai từ công nghiệp chính là con người tạo ra và đó chính là nhân tạo, thì nó gồm những cái gì? Đồ hộp, đúng không ạ? Đồ đóng lon, nước đóng lon, đóng hộp, cá hộp, thịt hộp, đủ các thể loại. Thức ăn nhanh, xúc xích, mì tôm. Thì tất cả những thứ đó nó đều được bảo quản lâu, thường là 6 tháng, 1 năm, 2 năm nó mới thối rữa hoặc là quá hạn sử dụng. Vậy thì điều gì mà khiến cho thực phẩm lâu hư như vậy? Có phải rằng là người ta đã tẩy rửa đi tất cả những cái chất dinh dưỡng tự nhiên? Và người ta cho vào đó những cái hương liệu phi tự nhiên, những cái phẩm màu, những cái hóa chất độc hại. Và khi mà chúng ta ăn thì đương nhiên là chúng ta đưa những cái chất độc đấy vào người chúng ta. Chúng ta hãy hãy hình dung như thế này. Khi chúng ta hái một quả ổi, một quả cà chua, một bó rau, nếu mà chúng ta không dùng bất kỳ một cái chất bảo quản nào và chúng ta bảo quản trong tủ lạnh thì giỏi lắm thì sẽ được 1 tuần thì nó cũng phải khô héo và nó phân hủy đi. Bởi vì tất cả những cái mọi thứ trong cái vũ trụ này nó đều phải tuân thủ theo đúng một cái nguyên lý, đó là thành trụ hoại diệt. Và để cho cái thực phẩm đấy nó kéo dài thì người ta sẽ xịt vào nó cái chất bảo quản, chất kích thích. Hoặc là người ta sẽ thu gom về. Bởi vì sẽ có những cái thực phẩm nó chỉ sống được trong mùa hè chứ còn mùa đông nó không sống được. Người ta thu gom về, người ta sẽ tinh chế, chế biến. Đặc biệt là các loại nước ngọt. Các anh chị ha. Cái điều thứ hai chúng ta hãy cùng comment giúp cho Nam á, đó là chúng ta phải thay thế những cái gia vị tự nhiên thay cho những cái gia vị công nghiệp. Nghe thì nó nhỏ bé nhưng mà nó tác động tới sức khỏe con người là rất lớn.
Bởi vì trong cái gian bếp của tất cả của anh chị, nó được ví giống như là một cái bệnh viện. Bởi vì bệnh viện tốt nhất chính là gian bếp. Mà trong gian bếp thì không thể thiếu được đó là các gia vị nêm nếm, đúng không nào? Thì mỗi một ngày á, trung bình một người sẽ hấp thụ vào cơ thể những cái phụ gia thực phẩm khoảng 10 đến 15 gram. Nhưng mà nó nhỏ như vậy đó, nhưng mà tổng kết sau khoảng một năm á, thì chúng ta hấp thụ đưa vào người khoảng 4 đến 5 kg phụ gia thực phẩm đến từ những cái gia vị công nghiệp các anh chị. Nhiều lúc á, chúng ta không tiếc tiền để đầu tư cái này mua cái kia, mà chúng ta lại tiếc tiền để mà mua những cái gia vị tự nhiên, hoặc á, có thể chúng ta vô tình không biết. Ví dụ là nước mắm công nghiệp, muối tinh, hạt nêm, rồi là bột canh, dầu thực vật tinh luyện. Tất cả những thứ đấy toàn độc hại các chị. Ví dụ là dầu thực vật mà chúng ta mua ở siêu thị, chúng ta không cần phải nhìn đâu xa đâu, chúng ta hãy nhìn vào cái giá của nó thôi. Một can 5 lít nó to vật vã như vậy mà chỉ có 100 mấy ngàn. Không bao giờ có giá đấy. Ở quê người ta làm dầu lạc, dầu vừng á, bao nhiêu cân lạc nhân thì mới ra được 1 lít dầu các chị. Tính rẻ lắm á, 1 lít á, nó cũng phải là 100 ngàn. Mà là thu mua gốc ở quê để mà ép, người ta chỉ lấy cái công làm lãi thôi, thì cũng phải là 100 ngàn 1 lít dầu. Mà bây giờ 5 lít á, thì là 500 ngàn rồi. Mà bây giờ á, người ta bán cho mình 5 lít dầu chỉ có 110 mấy ngàn, thì đó có phải là dầu không? Đó là xét về mặt giá cả, đúng không? Thì dầu thực vật ở trong siêu thị, dầu thực vật tinh luyện đấy, người ta sản xuất theo cái công nghệ hydro hóa, và đã làm cho cái dầu thực vật đấy bị biến đổi, bị oxy hóa, trở thành một cái loại chất béo chuyển hóa rất độc hại. Đó là chất béo chuyển hóa trans fat. Và chất này thì cơ thể người không hấp thu, và khi chúng ta ăn thì nó tích vào người, và nó nằm trong người chúng ta, nó sẽ phá hủy tế bào mô nội tạng của chúng ta. Và từ cái ngày mà cái ngành công nghiệp dầu thực vật ra đời thì á, cái bệnh tim mạch và ung thư nó phát triển chóng mặt các anh chị. Tại vì chúng ta đang ăn nó mỗi ngày. Tiếp theo là chúng ta lại dùng nó chiên, rán, nướng thì nó lại càng độc hại hơn nữa. Mà đại đa số thì đều thích ăn đồ chiên thôi, đúng không? Rồi là nước mắm công nghiệp. Các anh chị hãy tưởng tượng là bao nhiêu cân cá, bao nhiêu cân cá thì mới ướp ra được một chai nước mắm, và người ta phải để cả năm trời để nó nhỉ ra những giọt nước mắm. Mà bây giờ chúng ta mua một chai vật vã chỉ có 30 mấy ngàn, thì theo các anh chị là chúng ta đang ăn cái gì? Và chúng ta đang ăn và tin tưởng những cái lời quảng cáo ở trên truyền hình người ta bơm vào đầu của mình mỗi ngày. Và với cái bộ não chúng ta nó có cái điều đặc biệt là nó biết điều đấy là sai, không đúng, nhưng mà nói đi nói lại nhiều thì cái bộ não chúng ta nó vẫn tin nó là đúng các anh chị. Đó là lý do mà các nhà quảng cáo người ta giã quảng cáo ngày đêm như vậy. Vậy rồi là muối tinh nữa. Muối biển tự nhiên thì nó rất là tốt đối với sức khỏe con người. Có phải là mồ hôi, nước mắt, máu nó đều có vị mặn, kể cả là trong những cái rau củ quả, nếu mà chúng ta lắng lòng, lắng nghe, chúng ta nếm cái hương vị của nó thì đều có một chút vị mặn. Như vậy là máu, cơ thể người rất là cần muối. Và trong muối biển tự nhiên á, thì có hơn 80 loại khoáng chất tốt cho cơ thể chúng ta. Nhưng mà muối tinh á, thì chủ yếu là natri clorua. 99% là chất hóa học natri clorua. Nên là khi chúng ta ăn vào người thì nó gây hại cho cơ thể, chứ không phải là muối là nguy hiểm cho cơ thể mình đâu.
Thành ra là chúng ta phải thay những cái gia vị công nghiệp bằng gia vị tự nhiên. Ví dụ là bột canh á, thì chúng ta không sử dụng, mà chúng ta dùng những cái bột nêm thực dưỡng, bột nêm ngưu bản. Chúng ta thay thế nước mắm công nghiệp bằng nước mắm tự nhiên. Chúng ta thay muối tinh bằng muối biển tự nhiên, hoặc là muối hồng Himalaya, hoặc là muối khoáng. Chúng ta thay dầu thực vật tinh luyện bằng dầu ép thô. Đó. Các anh chị ạ. Thì á, nó tốt đối với cơ thể chúng ta, chỉ cần một chút thay đổi nhỏ trong gian bếp thôi, sức khỏe cả nhà đã thay đổi rồi. Tiếp theo đó là không uống khi ăn. Không uống khi ăn, ngay sau khi ăn, ngay trước khi ăn, mà chỉ uống nước giữa các bữa ăn. Nếu mà mình uống ngay trước giờ ăn thì mình no mất rồi, mình không thể ăn được bữa chính. Mình uống trong bữa ăn là một thói quen rất xấu. Đó, bởi vì khi chúng ta ăn như vậy thì dạ dày, rồi là gan tiết ra mật, tủy tiết ra dịch tủy, ruột non tiết ra rất là nhiều men tiêu hóa, mà chúng ta uống nước vào nó làm loãng đi. Và chúng ta uống nước ngay sau bữa ăn nó cũng làm loãng dịch vị và nó cản trở quá trình tiêu hóa. Mà nhớ giúp cho Nam, nước là bổ sung giữa các bữa ăn. Và nếu mà uống trước bữa ăn thì uống cách bữa ăn phải là 30 phút đến 1 tiếng. Và thứ cơ thì chúng ta cần là nước lọc, chứ không phải là các loại đồ uống công nghiệp như là rượu bia, nước ngọt, nước tăng lực hay là nước uống thể thao các chị nhé. Tất cả các loại nước đấy nó đều độc hại. Nguyên lý tiếp theo là ăn đủ no. Hãy để cho 1 phần 4 đến 1 phần 3 bao tử rỗng và hãy rời bàn ăn khi vẫn còn cảm thấy đói. Hãy thực tập ăn đủ no thôi. Mà ăn đủ no chính là bí quyết để sống trường thọ, để khỏe mạnh. Người dân Nhật Bản, Okinawa, sống rất thọ, là một trong những vùng đất sống thọ nhất trên thế giới. Họ chỉ thực tập hai bí quyết sống khỏe. Một là ăn đủ no, hai là uống trà nghệ mỗi ngày. Nhưng mà đại đa số thì chúng ta lại ăn quá nhiều. Ăn mà cái bao tử nó rộng, nó nở ra khủng khiếp. Và khi chúng ta ăn nhiều quá thì chúng ta sẽ làm cạn kiệt cái dịch vị tiêu hóa. Bởi vì mỗi một bữa ăn thì cái lượng dịch vị tiết ra nó chỉ đủ để phục vụ cái bữa ăn đó mà thôi. Nhưng mà chúng ta ăn nhiều quá, ngày nào cũng vậy, thì cái nguồn này nó cạn kiệt và thức ăn nó không được tiêu hóa hết, thì nó sẽ thối rữa và biến thành chất độc hại, nó đầu độc ngược lại cơ thể chúng ta. Thành ra có câu nói rất là hay, nhiều người á là ăn 1 phần 3 cho mình, còn ăn 3 ăn ăn 1 phần 3 cho mình mà ăn 2 phần 3 cho bác sĩ trong bệnh viện các chị. Nguyên lý tiếp theo đó là nhai kỹ. Chúng ta nhớ là tạo hóa ban tặng cho chúng ta cái hàm răng không chỉ là để cười cho nó đẹp, mà chúng ta nhai nghiền nát các thức ăn. Nhưng mà bây giờ có nhiều người lười nhai lắm các chị. Đặc biệt là cái công nghệ làm răng giả bây giờ, răng sứ các thứ. Mà răng của họ bị tổn thương và họ rất lười nhai. Đến cái quả xoài nó mềm như thế mà cũng phải đánh sinh tố lên thì mới ăn. Đúng không? Trái cây nó mềm như thế mà cũng phải ép ra nước để mà uống. Vậy thì cái hàm răng nó có tác dụng gì? Mà mỗi một lần nhai nhá, là mỗi một lần chúng ta đang massage toàn bộ cơ mặt của chúng ta, cơ thái dương của chúng ta. Trên mặt chúng ta nó có khoảng 300 cơ khác nhau. Mỗi một lần chúng ta nhai kỹ á, là chúng ta đang massage cho toàn bộ gương mặt chúng ta. Thứ hai, nó giúp lưu thông máu lên não tốt.
Và cách để phân biệt thực phẩm tốt và không tốt chỉ thông qua nhai thôi. Đây là một bí quyết. Nếu như chúng ta càng nhai cái miếng ăn đó mà chúng ta thấy nó càng ngon thì thức ăn đấy là thức ăn tốt. Còn nếu mà chúng ta càng nhai mà nó càng ghê tởm thì thức ăn này nó không tốt. Bây giờ lấy cho tất cả của chị một ví dụ thế này. Nếu như bây giờ chúng ta nhai một miếng rau, chúng ta nhai một miếng gạo lứt, chúng ta càng nhai lâu bao nhiêu thì nó càng ngon, càng ngọt và càng trở thành chất bổ, chất béo. Nhưng mà ngược lại, bây giờ chúng ta nhai một miếng mì tôm đi, hoặc là nhai một miếng xúc xích đi, thử đi. Chúng ta vừa mới nhai được khoảng 10 cái là nó đã ghê ở trong miệng chúng ta rồi, mà chúng ta nhai khoảng 50 cái là chúng ta không dám nuốt luôn. Đúng nào. Tiếp theo là chúng ta phải loại bỏ cà phê, sô cô la, đường, tinh luyện, rượu bia, thuốc lá ra khỏi khẩu phần ăn của mình. Bởi vì đó chính là những cái chất kích thích độc hại. Và câu chốt cuối cùng á, câu chốt cuối cùng, muốn khỏe mạnh thì chúng ta phải sống thuần theo lẽ tự nhiên. Chúng ta hãy cùng comment câu này đi ạ. Muốn khỏe mạnh thì chúng ta phải sống thuần theo lẽ tự nhiên. Vậy thì các loài động vật hoang dã, các loài khác, nó đang sống thuần theo tự nhiên, nên là nó đạt được cái tuổi thọ đỉnh cao của tự nhiên ban tặng. Và loài nào thì đều có thức ăn của loài đó, đúng không? Loài nào thì đều có quy ước và thức ăn của loài đó, và mình phải ăn thức ăn của đúng loài. Thì nhìn tổng thể cái cơ thể người cấu tạo sinh ra là để ăn thực vật. Chúng ta không phải nhìn đâu xa đâu, nhìn cái hàm răng của mình thôi. Hàm răng con người y chang như hàm răng của những cái loài động vật ăn cỏ. Răng nanh bây giờ nó cũng tiến hóa, nó không còn sắc nhọn nữa rồi. Nó ngang bằng với răng cửa rồi các chị. Nhưng mà đại đa số thì chúng ta lại ăn cái thực phẩm khác loài. Nhiều người là tín đồ của thịt, thích ăn thịt nhiều hơn ăn rau. Và thích ăn nhiều cái thực phẩm công nghiệp, rời xa tự nhiên hoàn toàn, mà không phải là thực phẩm của tự nhiên ban tặng. Sự khác biệt giữa các loài động vật hoang dã và loài người chúng ta chính là động vật hoang dã nó ăn tươi sống. Con trâu, con bò, con voi, con hươu cao cổ, nó ăn cỏ, ăn lá, nó đều ăn tươi sống hết. Nhưng mà con người á thì biết dùng lửa để chế biến thực phẩm thì lại nấu chín, rồi là có máy móc, nhà máy thì lại tinh chế chế biến, làm cho thực phẩm mất chất và rời xa tự nhiên hoàn toàn. Thành ra thuốc tốt nhất chính là thức ăn. Hãy để thức ăn thay thế thuốc, chứ không phải là thuốc thay thế thức ăn. Đây là câu nói nổi tiếng của ông tổ ngành y thế giới là ông Hippocrates các anh chị. Và để thức ăn trở thành thuốc á, thì thức ăn đấy phải là thức ăn tự nhiên. Chúng ta cùng comment giúp cho Nam câu này rất là hay nhé. Để cái thức ăn của mình nó trở thành thuốc thì thức ăn nó phải là thức ăn tự nhiên. Và thức ăn tự nhiên á thì nó sẽ giúp cơ thể chúng ta hướng tới cái sự khỏe mạnh lý tưởng nhất. Chính là nó chính là thực dưỡng đấy các chị. Thực dưỡng nghĩa là gì? Thực chính là thức ăn. Dưỡng chính là dưỡng sinh. Dưỡng sinh nghĩa là gì? Là nuôi dưỡng sinh mệnh của từng tế bào. Đó là ý nghĩa của cái từ thực dưỡng. Nhưng mà thức ăn hiện đại thì sao? Thì chế biến nó làm biến dạng méo mó, không còn có năng lượng sống nữa rồi, không còn lực chữa lành và chỉ là những cái calo rỗng vô bổ thôi. Và chúng ta ăn vào chỉ để tồn tại chứ không phải là để sống khỏe, để khỏe mạnh. Cuộc sống hiện đại bây giờ chúng ta ăn dường như để tồn tại qua ngày chứ không phải là để
hướng tới cái sự trẻ đẹp khỏe mạnh. Để khỏe mạnh thực sự, chúng ta cần phải ăn thức ăn hòa hợp với tự nhiên, do tự nhiên ban tặng. Thì tự nhiên chúng ta sẽ khỏe mạnh thôi các chị. Nó đơn giản như vậy. Và nhớ giúp cho Nam nhé, thuốc tốt nhất chính là thức ăn. Và chế độ ăn đúng nó hoàn toàn chữa được tất cả các bệnh, bất kể một loại bệnh gì luôn. Thì đó là điều kỳ diệu của thức ăn. Thức ăn chính là thuốc, và thuốc tốt nhất chính là thức ăn. Chẳng qua là chúng ta không biết cái điều người khác biết. Và ngày hôm nay chúng ta đã được biết, đã được khai sáng rồi. Thì Nam tin rằng tất cả hơn 700 người đây á, ngay từ giây phút này sẽ thay đổi sức khỏe của mình hoàn toàn. Và bất chấp tuổi tác luôn các chị, bất chấp tuổi tác. Nếu mà ai đang gặp phải những căn bệnh thì cũng đừng có buồn. Bởi vì nếu như mình dũng cảm, mình áp dụng những cái điều Nam chia sẻ thì hoàn toàn mình sẽ được chữa lành. Nhưng mà cuộc sống bây giờ thì người ta thương mại hóa, người ta chỉ chú trọng vào đồng tiền thôi. Và bây giờ là thưởng vàng hạ cám, mình cũng chả biết thông tin nào là thông tin đúng, mà cũng chả biết thông tin nào là thông tin sai, đúng không? Quảng cáo thì người ta nổ như bom như vậy, thì thành ra mình cũng chả biết là tin cái chỗ nào. Đại đa số thì lại tin vào bệnh viện, đại đa số thì lại tin vào thuốc, đúng không? Hầu như là như vậy. Nhưng chúng ta không biết rằng là chỉ cần chúng ta sống hòa hợp với tự nhiên thì tâm hồn của chúng ta nó hướng tới sự chữa lành, cơ thể chúng ta nó hướng tới cái sự chữa lành. Bởi vì cơ thể chúng ta nó đều muốn những cái điều tốt nhất cho chính chúng ta. Chẳng qua là chúng ta đang rời xa cái sự chữa lành này, bởi vì chúng ta không tin tưởng nó. Và chúng ta lại cũng không ăn uống đúng chuẩn mực để hỗ trợ quá trình chữa lành mà thôi. Các anh chị ạ. Đó, chứ Nam cũng không muốn nói sâu về vấn đề này, có thể có nhiều cái sự tranh cãi. Ok không các anh chị? Rồi, nếu như các anh chị thấy chương trình trong buổi tối ngày hôm nay có giá trị và lợi ích cho cộng đồng, thì mỗi một người hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ các anh chị. Hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ để chúng ta lan tỏa cái chương trình Facebook Live này tới thật nhiều người hơn nữa, với một cái tinh thần cho đi các anh chị ạ, để giúp cho nhiều người khỏe mạnh. Mà một trong những cái bí quyết để mình khỏe mạnh á, là mình giúp cho nhiều người khỏe mạnh thì tự nhiên mình sẽ khỏe mạnh các anh chị ạ. Đó là cái quy luật của vũ trụ, cho đi sẽ nhận lại. Và các anh chị hãy cùng comment những cái cảm nhận của mình trong chương trình tối nay các chị nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay á, thì Nam chia sẻ cho các anh chị về cái nguồn dinh dưỡng mà tự nhiên ban tặng. Và Nam muốn chia sẻ thêm một chút thôi các chị, một chút thôi. Chính là những cái hạt giống các chị. Hạt giống. Các nhà khảo cổ học đã từng tìm thấy những cái hạt bị chôn vùi sâu dưới lòng đất 2.000 năm. Và sau đó người ta lấy những cái hạt đó, người ta cho vào những cái điều kiện tiện nghi, thì những cái hạt đấy nó nảy mầm các chị. Như vậy là trong hạt nó chứa năng lượng sống, và nó được bảo hộ bởi cái lớp vỏ bên ngoài, và nó giữ tròn cái năng lượng của sự sống bất chấp thời gian. Mà hầu như cái hạt nào nó cũng đều được bao bọc bởi cái lớp vỏ bên ngoài. Các chị hãy để ý đi, hạt lạc, hạt đậu, hạt thóc, hạt óc chó, hạt vừng, đúng không? Hạt lanh, hạt điều, bất kỳ một cái hạt nào nó cũng đều được bao bọc bởi lớp vỏ bên ngoài. Và lớp vỏ bên ngoài là điện tích dương, và lớp bên trong chính là điện tích âm. Và âm dương nó hòa hợp, nó cân bằng. Đặc biệt là theo các nghiên cứu khoa học chứng minh, thấy cái nguồn dinh dưỡng từ hạt nó gấp 20 đến 30 lần quả và lá. Bởi vì hạt là tinh túy, là thuần khiết, là tinh khiết. Nó nằm ở trong lõi bên trong luôn.
Mà nhờ có hạt chúng ta gieo trồng thì nó mới sinh ra một cái cây, và cái cây ấy, nó phát triển, nó cho nhiều quả, và từ những cái quả đấy nó phát tán, nó lại sinh ra nhiều cây nữa. Như vậy nhắc đến năng lượng, nhắc đến dinh dưỡng từ hạt chính là nhắc đến một cái sức mạnh, uy lực các anh chị ạ. Và trong bất kỳ một cái loại hạt nào khi chúng ta ép á, thì nó đều ra một cái dầu chất béo các chị. Và theo nhu cầu dinh dưỡng thiết yếu của cơ thể thì mỗi một ngày chúng ta cần 12 loại vitamin, 9 loại amino acid thiết yếu, 17 các loại khoáng chất và một số loại axit béo thiết yếu. Thì cái điều đặc biệt là dinh dưỡng ở trong hạt nó đều có tất cả những thứ mà cơ thể chúng ta cần, đặc biệt là chất béo tốt. Chất béo tốt chính là những cái axit béo thiết yếu. Và axit béo thiết yếu mình gọi một cái từ nó rất là thân thương và dễ nhớ, chính là dầu tốt các anh chị, dầu sạch. Và nhớ giúp tôi Nam là dầu sạch vào thì dầu bẩn sẽ đi ra. Và nguyên lý dầu sẽ làm sạch dầu các chị. Dầu sẽ làm sạch dầu. Mà dầu tốt thì nó rất tốt cho não, bởi vì bổ não chúng ta bổ ra thì trên 95% chính là chất béo. Mà bổ não chúng ta rất là cần dầu, dầu tốt. Nên là cái dinh dưỡng từ hạt nó rất là tuyệt vời. Và trong tự nhiên nó có rất là nhiều cái loại hạt mà nó gần gũi với đời sống chúng ta, như là hạt đậu đen xanh nòng, hạt đậu đỏ, hạt đậu trắng, hạt đậu xanh, gạo lứt huyết rồng, đậu ngừ, đậu cút, đậu Hà Lan, đậu gà, hạt sen, hạt mè, hạt điều, hạt bí xanh, hạt óc chó đỏ, hạt óc chó vàng, hạt hành nhân, hạt yến mạch, hạt chia, hạt ý dĩ, rất là nhiều các loại hạt nó rất là quý các chị. Các anh chị ha. Thế đó chính là cái điều mà Nam muốn chia sẻ với tất cả của anh chị. Đó là những cái loại hạt đó, nó có một cái hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ tuyệt vời. Và nó tinh khiết các anh chị. Nó tinh khiết. Rồi, Nam Hà cảm ơn tất cả của anh chị rất là nhiều. Chúc cho tất cả của anh chị thật nhiều sức khỏe. Và giúp cho Nam Hà lan tỏa cái chương trình tuyệt vời này tới thật nhiều người hơn nữa các anh chị ạ. Ok, Nam cảm ơn tất cả của anh chị và chúc cho tất cả của anh chị ngủ thật ngon cùng với gia đình nhỏ thân yêu của mình. Để không bỏ lỡ tất cả những cái video tuyệt vời phía sau thì chúng ta hãy bấm theo dõi Nam Hà ở chế độ xem trước, để chúng ta không bỏ những cái livestream, những cái video tuyệt vời phía sau. Nam Hà biết ơn và sớm hẹn gặp lại cả nhà trong những cái chương trình giao lưu sức khỏe lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo. Quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.